Xin chào các bác nhé, em giới thiệu các bác con rửa bát Panasonic TR8, một cái con máy dòng gần như là VIP nhất của cái dòng TR. Đặc biệt miền Bắc thì vào mùa rét rồi, khi mà hàng hóa bắt đầu là cũng đã có nhích dần và tăng giá, mình tranh thủ mua thời điểm này các bác nhé. Một con TR8, con này em bán 3,6 triệu cho các bác này, 3,6 triệu nhá. Bình thường TR8 thì là trung bình, những con trung bình là 4,8 triệu, con này 3,6 triệu. Thì vì sao thì sẽ quay clip chi tiết cho các bác, và vì sao là 3,8 triệu, rất đơn giản thôi. Thì hình thức nó một chút, cái cánh như các bác nhìn ở trên clip đấy là nó hơi chuyển màu một chút, tí quay chi tiết. Bây giờ đây là hai số điện thoại của bên em, các bác liên hệ. Hai số này đều có Zalo nhé. Thế cái Zalo số này của em nó hay bị đầy, các bác có thể liên hệ qua Zalo số này. Đây là hai kênh YouTube, khi các bác xem thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Đây con TR8 thì nó là model còn thiếu sau TR9 thôi. Con này thì em bán cho các bác 3,6 triệu vì cái cánh này nó hơi bị chuyển màu đấy, một chút, 3,6 triệu nhé. Đấy, bác nào mà muốn rẻ đi kha khá đấy, bình thường là 4,8 triệu, rẻ đi kha khá tiền thì các bác lấy một tí tị đi thôi, còn nó chả vấn đề gì, em vẫn bảo hành 2 năm bình thường. Lưng tôn thành vách, tất cả mọi thứ ok như tất cả các máy khác thôi. Đấy. Cái bọn này thì nó là Mica cho nên mình không sơn được, thì nó bị chuyển như thế thì là bán cho các bác như thế. Đấy, lưng tôn thành vách tất cả đấy. Các chức năng hoạt động ok hết, em vẫn bảo hành 32 năm bình thường nha. Eco Navi các thứ này tên là 8, hẹn giờ, thời gian sấy 30 phút, kèm giữ khô, có chức năng thông gió này con này, chế độ rửa tiêu chuẩn kèm với nước nóng 80 độ C, có chế độ chỉ sấy không rửa nhé, chỉ sấy thôi, đèn báo các chu trình rửa tắt nguồn, bật nguồn. Đấy. Giá này thì nói tính đúng ra thì chỉ bằng một con TR6, TR6 thôi, chế độ gì mà mình không sắm con này à? Bên trong nội thất sạch sẽ như tất cả các máy bình thường các bác. Đấy. Chiều ngang của máy thì là 55 phân, cao bọn này mở cánh đội lên là cao 65 các bác nhá. Chiều dày của máy là 35 phân. Máy này gọi là dòng máy 6 bộ, mà máy Nhật chỉ có duy nhất một cỡ 6 bộ này là to nhất thôi, không có to hơn, và nó có một cái máy bé hơn bằng nửa cái máy này, chỉ có một tầng thôi. Đây. Tất cả mọi thứ chuẩn chỉ, đẹp đẽ sạch sẽ, 3,6 triệu, bảo hành 2 năm, chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá em bán chuẩn không bớt các bác nhé. Mã số 1 bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ bên em. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biên áp là 500. Chào các bác.